Kính thưa quý vị, Hoàng Đức Bơ xin được đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Gõ Cửa Nhà Sao, được phát sóng vào lúc 21 giờ 20 phút thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7, được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đạt Phim Media. Đây là một vinh dự rất lớn khi mùa 4 của Gõ Cửa Nhà Sao đã quay trở lại và Hoàng Đức Bơ được đồng hành cùng với tất cả quý vị khán giả. Chúng ta sẽ khám phá được rất nhiều không gian sống của các nghệ sĩ, các khách mời đặc biệt khi tham gia vào chương trình. Và bây giờ xin mời quý vị hãy chuẩn bị sẵn sàng lên xe cùng với Hoàng Đức Bơ. Xin mời lên xe nào. Lên xe thôi. Oh no. Lên xe thôi. Đi thôi. Gõ cửa nhà sao đi. Gõ cửa vô lịch sự. Yeah. Khách mời đặc biệt của tuần này đó chính là diễn viên Kim Tuyến, rất là xinh đẹp và rạng rỡ. Em chào anh Hoàng, chào quý vị khán giả của chương trình Gõ Cửa Nhà Sao. Và bây giờ sẽ là món quà của Hoàng Đức Bơ và Gõ Cửa Nhà Sao nha. Đây. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Dạ ghê. Quá dữ luôn. Mà bên cạnh đó là câu chuyện để có món quà mở hàng này cũng hấp dẫn lắm mà nghe. Ban đầu chỉ là alo đến tiệm bánh để đặt hàng. Dạ khách mời là ai vậy chị? Diễn viên Kim Tuyến. Fan của em vậy thiệt anh đó hả? Thiệt nè, bởi vậy mới họa lên một bức tranh rất là đẹp. Chưa hết, cổ nói thôi, em tặng chị Tuyến em không lấy tiền luôn. Em tặng chị Tuyến em không lấy tiền luôn. Mùa vậy luôn hả anh? Quá dữ. Trong khi anh làm 4 mùa rồi, mùa này mùa tư mà chưa có con mặt anh lên bánh là em biết rồi đó. Là biết rồi, fan của em khủng khiếp cỡ nào. Em nghĩ là chắc là do năng lực hấp dẫn đó anh. Ừ. Khi những cái người dễ thương thì hấp dẫn như thương mà anh chưa đủ dễ thương. Bởi vậy là ý của em rõ ràng quá. Anh không được hấp dẫn hả cưng? Thôi em hấp dẫn là được rồi. Em không biết là cái trung tâm anh học biến hình sao, nhưng mà cái trung tâm em học biến hình cũng xịn lắm á. Ủa vậy hả? Dạ. Trời ghê hả? Wow. Chết rồi. Sao chết? Coi như là cái phần biến hình nó hơi có lỗi. Nó vừa có quà vừa có khuyến mãi nữa. Quà khuyến mãi đang trên đầu anh á. Ủa đâu? Ủa gì vậy? Đây là miếng lót ly. Hay đó. Ha.